xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố hòa một niềm tin gieo ca eo ô từ nơi đào xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối trọn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh ngời duyệt tay đón nắng mai cười trong má bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin Tiến Linh đứng hình trước câu hỏi của fan. Rất tò mò, rất nguyện như là rất tò mò là ông Lâm ai để chơi hương. Thì hiện tại thì họ cũng có rất là nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình và theo Linh được biết thì như là cũng có một số vị trí nhập tịch cũng đang gặp chấn thương thì đây cũng là một trong những lợi thế của đội tuyển Việt Nam và điểm yếu của họ thì họ hay bị thủng lưới ở những phút đầu trận cũng như là cuối trận thì nên nghĩ là đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có những cái phương án tốt để có thể giành được kết quả tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Trước thành công đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay thì bạn đặt niềm tin vào cầu thủ nào? Biết thì Tuấn Hải cũng như là Quang Hải cũng như là Đình Mắt cũng đang có một cái phong độ rất là tốt và hy vọng là ngày hôm nay nếu cả ba được ra sân thì nên nghĩ là cả ba sẽ tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Hải vẫn tin là đội tuyển Việt Nam có thể sẽ nếu chơi như Hải đã nói thì nếu chơi đúng mức độ thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng và nếu Hải dự đoán thì có thể là sẽ là 2-0.